Kim xin kính chào toàn thể anh em đam mê săn máy trên toàn quốc. Và hôm nay đến với tất cả mọi người thì em mới về kho một cái lô hàng rất chỉ là lớn đây để phục vụ các trong quá trình gia đình săn bẫy. Thì ở đây là tất cả các dòng loa điều khiển từ xa hội tụ từ lòng đời thấp tới dòng đời cao. Anh em nào cần sản phẩm nào qua số ủng hộ cho loa bên Chim anh em nhé. Thì hôm nay sẽ tập trung vào một cái sản phẩm mà chuyên dụng để cho chúng ta đi đánh chim sẻ, đó là cái dòng loa điều khiển từ xa VKF898 đây. Đối với sản phẩm này thì anh em rất là biết ở trên thị trường này, sản phẩm này đang là dòng đánh chim sẻ hot hit nhất. Đối với sản phẩm này là em đã về kho cái hàng mà chúng ta bật lên là không chạy luôn, và khi tắt đi mở lên là luôn luôn ở chế độ lặp đi lặp lại một bài đấy anh em nhá. Đó, dòng sản phẩm này đang rất là hot. Và bây giờ để đi chi tiết về sản phẩm, đi vào bên trong chiếc hộp đây, khi các mua hàng kèm theo đầy đủ phụ kiện, một chiếc túi này đấy, một củ sạc này, một chiếc remote đi kèm này, đó, một thân loa này, anh em thấy không? Và một chiếc mic này. Chiếc mic này là dành cho những người không phải đánh chim, người ta làm nghề nghiệp khác, ví dụ trợ giảng, giảng viên, hay là làm những người làm những cái xưởng công nghiệp lớn, các bác đúng chị đông người, các bác sử dụng chiếc mic rất là ok. Và ngoài ra thì khi các bác mua hàng, đó, bên em sẽ kèm theo cho các bác 3 viên pin như này. Đó, anh em thấy không? Sẽ kèm theo 3 viên pin như này. Đó, 3 viên pin này, 2 viên pin này và 1 viên pin ở trong chiếc remote này. Đấy, em yên tâm nhá, cho hàng nào bán hàng đấy. Cho nên là các bác yên tâm khi mua sản phẩm bên nhà em, hàng thì đảm bảo chất lượng cho các bác luôn. Và đối với sản phẩm này thì bây giờ chúng ta sẽ cùng em đi vào test cái âm thanh của sản phẩm. Thẻ nhớ ấy, các bác luôn luôn nút thì sườn đúng không em? Đó, sản phẩm này thì ngoài không Bluetooth ra thì em có cả dòng có Bluetooth, anh em cần sản phẩm nào em có sản phẩm này anh em nhá. Đấy, các bác mở lên này. Đó, con đánh bài ở đây nhá. Đấy, vừa rồi thì chúng ta đang nghe bài sàn, bây giờ em sẽ tắt loa đi và em bật lên, bật lại cho anh em. Đó, bật lên này. Đấy, vừa rồi thì em sẽ đã đi vào test cái sản phẩm này cho tất cả quý khách hàng rồi. Và bây giờ thì em cũng sẽ đi vào hướng dẫn các bác mà ngoài nghề nghiệp đánh chim ra, chúng ta không đi đánh chim thì sẽ sử dụng chiếc remote này, là chiếc mic như thế nào. Thì giờ các bác hãy hướng lên màn hình của em. Đối với sản phẩm này thì rất là thông dụng, nói chung là giá thành đưa tới tay các bác giá chỉ có vài trăm nghìn thôi, giá rất là ok. Thì các bác mà làm giảng viên ấy, hay các bác làm ở những vùng công nghiệp lớn, làm quản lý các thứ, các bác có thể dùng cái này để chúng ta nói cho nó có chỉ dài nó xa, mà nó đảo bảo vệ cái cổ họng của chúng ta rất là nhiều. Nhất là các bác làm đang làm giảng viên ở những cái hội trường lớn, ở những cái phòng học lớn đông già đông học sinh, mang nên sử dụng cái này để bảo vệ cho thanh quản của chúng ta anh em nhé. Không, chúng ta làm việc lâu giọng chúng ta sẽ bị biến sắc anh em ạ. Đây, chúng ta chỉ cần cắm vào đây, đó, có cái chỗ cắm mic này, mic này, Audion, Audi này. Đấy, các bác cắm vào đây giúp em. Và các bác bật lên. Đó, bật lên. Do nhỏ thì các bác hãy điều chỉnh ở trên này hoặc ở trên chiếc remote anh em nhé. Đó. Alo. Alo, alo. 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 Alo, alo. Alo, alo. Alo, alo. Đó. Các bác nếu mà các bác nói nhỏ nhưng mà cái độ truyền của nó rất là xa. Đấy, ví dụ như chúng ta ngồi ở phòng cái học lớn ấy, hoặc chúng ta ở trong một cái hội trường lớn, chúng ta dùng cái chiếc mic này để chúng ta nói với mọi người nghe sẽ rất rõ hơn và cái độ truyền tải nó xa hơn. Em thấy không? Đấy, em nói đây. Cái công suất em mới vặn lên chỉ có 50 nhá, nửa công suất này anh em thấy không? Đó, alo, alo, alo. Xin kính chào toàn thể các bác nhá. Đấy, các bác thấy không ạ? Cái độ truyền tải của nó rất chi là xa, mà giá thành đưa tới anh em giá cực kỳ là hợp lý luôn. Đấy, anh em nào mà cần sản phẩm này hãy qua shop phục vụ cho loa bị chim anh em nhé. Và ngoài sản phẩm này ra thì bên em còn đầy đủ các dòng sản phẩm, ví dụ như là đồ lưới phục vụ đánh chim đêm, chim ngày và các sản phẩm săn bẫy khác, ví dụ tất cả các dòng loa toa, loa phóng hàng Việt Nam và Indo nhập khẩu, tất cả mọi thứ đều là chính hãng hết. Anh em cần phụ kiện săn bẫy đêm ngày thì các bác hãy qua shop phục vụ cho em.
hoặc là chúng ta kết bạn Zalo với số điện thoại em để tiếp ở trên bài này để chúng ta sẽ tư vấn rõ hơn về sản phẩm để chúng ta có nhu cầu cho chúng ta đặt hàng anh em nhé. Đó, các bác thấy không? Vừa rồi em vừa nói và em đi vào test luôn cái mic này để cho các bác nào làm giảng viên hay là làm những nghề nghiệp khác mà cần đến cái sự đồ lan tỏa của âm thanh xa hơn thì các bác có thể tham khảo cái sản phẩm này rất là ok đấy ạ. Thì vừa rồi là em đã đi vào chi tiết về cái sản phẩm vừa mới về hàng bên nhà em rồi. Đó một cái dòng VKS898 dòng 3 pin, có cả dòng 3 pin có Bluetooth và không Bluetooth. Anh em nào cần sản phẩm nào thì qua số ủng hộ cho Loa Mỹ Chim nhá. Và kính chào mọi người, xin dừng video ở đây thôi. Và em xin phép đăng tải video này lên. Hẹn ở các bác ở tất cả các video khác của em nhé. Bác nào thấy hay, thấy yêu quý kênh, hãy cho em xin một chữ đăng ký kênh và xin cho em một chữ like. Cảm ơn tấm lòng của mọi người. Xin chào toàn thể các bác nhé.